Chú Chè Bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em được 10 cây quảng hương mộc mai nha cả nhà. Gốc bứng và rốc rất là đẹp luôn nha. Và đặc biệt là cái bo cây của nó rất là xum xuê nha cả nhà. Thì em bắt đầu lên từ cây số 1 nha. Cây này nó có cái hoành là 14, cao là 40 và ngang là 30. Thì cây này nó ghép được hai mắt bo nha cả nhà. Đây là quảng hương mộc mai, hoa của nó là từ 5 đến 7 cánh. Và đặc biệt là hoa của nó rất là thơm nha. Đây là cái tán của nó nha cả nhà. Đây là cái tán của cây quảng hương mộc mai số 1 nha. Rồi em sẽ quay tổng thể cho cả nhà xem nha. Tổng thể đây. Đó, đây. Rồi, cây số 1 này thì em bán với giá là 650.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cây quảng hương mộc mai nha cả nhà. Hoa của nó rất là thơm nha. Và cái này về chúng ta lấy bo được rất là nhiều rồi đó. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 của em là cái cây đế nôm nha. Đế nôm kiền ba chân ha. Đây là kiền ba chân nha. Nó có cái hoành là 11, cao là 40 và ngang là 30 nha. Thì cái lô này, cái cây này thì em ghép được một mắt bo nha. Một mắt bo. Nhưng mà cái tán của nó rất là xum xuê nha. Em sẽ quay tổng thể cái cây cho cả nhà xem nha. Thì cái cây này em bán với giá là 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cây số 2 quảng hương mộc mai nha cả nhà. Rồi tiếp tục là cây số 3. Đây là cây số 3 nha. Bộ đế của cây số 3 đây. Cái cây này nó có cái hoành là 11. 11 là em đo trên đây nha cả nhà. Cao là 28 và ngang là 32. Đây, cây này nó ghép được hai mắt bo nha. Thì cây này em bán với giá là 450.000. 450.000 nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. 450.000 cây số 3. Rồi tiếp tục là cây số 4. Wow, đây là cây số 4, rất là đẹp luôn nha. Bộ đế rất là đẹp luôn. Một đế đơm rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đây là quảng hương mộc mai đế đơm nha. Cây số 4 này. Cây số 4 này nó có cái hoành là 13, cao là 27 và ngang là 36. Thì cây này em ghép được hai mắt bo nha. Cái này giờ chúng ta lấy bo được rồi nha cả nhà. Thì cây số 4 này em bán với giá là 600.000 nha. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cây số 4. Rồi và tiếp tục là cây số 5. Đây, cây số 5 cũng là một cây đế nôm nha cả nhà. Cây đế nôm nha. Thì cây này nó có cái hoành là 11, cao là 30 và ngang là 30. Thì cây này ghép được hai mắt bo nha. Hai mắt bo. Cây này em bán với giá là 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. 550 nha cả nhà, bao phí vận chuyển luôn. Rồi tiếp tục là cây số 6. Đây là bộ đế của cây số 6 nha. Cây này có hình đế nôm, ba chân ở đây rất là đẹp đây. Ba chân ở đây rất là đẹp nha. Thì cây này nó có cái hoành là 10, cao là 32 và ngang là 25. Cây này ghép được hai mắt bo nha. Hai mắt bo. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem cây này ha. Thì cây này em bán với giá là 500.000 nha. 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây là cây quảng hương mộc mai nha cả nhà. Rồi và tiếp tục là cây số 7. Đây, cây số 7 nó có bộ đế rất là lực luôn nha. Và rất là duyên luôn đây cả nhà ơi. Đó. Rồi, cây này thì ghép được một mắt bo nha. Một mắt bo. Cây này em bán với giá là 500.000 nha cả nhà. 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cây số 7. Có hoành là 10, cao là 30 nha. Và ngang là 25. Rồi, cây này em bán với giá là 500.000, bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây số 8. Cái bộ đế của cây số 8 nha. Cây số 8 nó có cái bộ đế rất là đẹp đây. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Cái cây này nó có hoành là 11, cao là 26 và ngang là 27. Cây này em ghép được hai mắt bo nha. Và đa số cái bo này già rồi, chúng ta lấy bo được rồi nha cả nhà. Cây số 8 này em bán với giá là 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi tiếp tục là cây số 9. Đây, cây số 9 có bộ đế rất là lạ luôn nha. Đây, có một cái chân bên này này. Cái cây này nó có cái hoành là 11, cao là 31 và ngang là 32. Thì cây này em ghép được hai mắt bo nha cả nhà. Cái tốc độ phát triển rất là khỏe nha. Cây này rất là khỏe. Rồi, cái cây số 9 này em bán với giá là 500.000 nha. 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục là cây số 10. Đây, và cây số 10 là một cây đế nôm nữa nha. Một cây đế nôm như thế này đây. Thì cái cây này nó có cái hoành là 10, cao là 28 và ngang là 24. Thì cây này em ghép được hai mắt bo nha. Cây này là quảng hương mộc mai. Em bán với giá là 500.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Và em vừa lên 10 cây
Mộc Mai nha cả nhà. Gốc bứng, gốc đẹp. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha.